Thưa quý vị, bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2024, hàng loạt những quy định mới về đối tượng ưu tiên khám chữa bệnh, cấp giấy phép hành nghề y, đấu thầu thuốc và vật tư y tế, các căn cứ xét thi đua khen thưởng sẽ chính thức có hiệu lực. Luật khám bệnh chữa bệnh năm 2023 sửa đổi, bổ sung đối tượng được ưu tiên khám chữa bệnh, người từ đủ 75 tuổi, trước đây phải từ đủ 80 tuổi và người khuyết tật đặc biệt nặng sẽ được ưu tiên khám chữa bệnh luật cũng bổ sung quy định ưu tiên ngân sách nhà nước khám chữa bệnh cho người có công với cách mạng người cao tuổi trẻ em người khuyết tật người thuộc hộ nghèo hộ cận nghèo đang sống ở biên giới hải đảo vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn người bị các bệnh tâm thần phong truyền nhiễm nhóm a nhóm b với người hành nghề y luật mở rộng đối tượng hành nghề bằng việc thay đổi từ cấp giấy phép hành nghề theo văn bằng chuyên môn sang quy định cấp giấy phép hành nghề theo chức danh chuyên môn Bên cạnh đó, luật cũng thay đổi phương thức cấp giấy phép hành nghề, từ việc cấp giấy phép hành nghề thông qua xét hồ sơ sang quy định phải kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề trước khi cấp giấy phép hành nghề. Quy định giấy phép hành nghề có giá trị 5 năm và quy định cập nhật kiến thức y khoa là một trong các điều kiện để gia hạn giấy phép hành nghề. Về chất lượng cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh, luật đã thay đổi từ 4 tuyến chuyên môn thành 3 cấp chuyên môn, cho phép phòng khám đa khoa tư nhân tại các vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, được tổ chức dường lưu để theo dõi và điều trị người bệnh, nhưng tối đa không quá 72 giờ. Về luật đấu thầu năm 2023 đã bổ sung các tiêu chí về tư cách hợp lệ của nhà thầu, nhà đầu tư như không bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Quy định chi tiết tiêu chí bị cấm tham dự thầu. Nhà thầu, nhà đầu tư có tư cách hợp lệ phải không trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quyết định của người có thẩm quyền. Đặc biệt, luật còn bổ sung quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu. Ngoài ra, luật thi đua khen thưởng cũng bổ sung nhiều quy định mới. Theo đó, bỏ hình thức khen thưởng huy hiệu cho cá nhân có đóng góp vào quá trình phát triển của tỉnh, thành phố, trực thuộc Trung ương. Thay đổi nguyên tắc xét thi đua khen thưởng. Căn cứ xét thi đua không còn căn cứ vào việc đăng ký tham gia thi đua, chỉ căn cứ theo phong trào thi đua, thành tích thi đua, tiêu chuẩn danh hiệu thi đua. Bên cạnh đó, căn cứ xét khen thưởng cũng có sự thay đổi, luật quy định dựa vào thành tích đạt được thay vì phạm vi, mức độ ảnh hưởng của thành tích. Tiêu chuẩn khen thưởng, điều kiện và hoàn cảnh cụ thể lập được thành tích thay vì trách nhiệm và hoàn cảnh cụ thể lập được thành tích. Luật cũng bổ sung đối tượng được xét tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú là người sáng tạo tác phẩm văn hóa nghệ thuật không thuộc đối tượng do chính phủ quy định. Bổ sung hình thức khen thưởng huy chương thanh niên sung phong vẻ vang đối với thanh niên sung phong có thành tích trong các cuộc kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, hoàn thành nhiệm vụ, trung thành với cách mạng, có thời gian tại ngũ từ 2 năm trở lên.